Em xin chào tất cả cô chú anh chị nhé. Nay em tiếp tục đi quay cho cô chú anh chị mình xem tổng quát là một lô cà phê có tổng diện tích là 2 hectare nhá, sổ sách đầy đủ. Đất của mình là có nhà cô chú anh chị này. Một cái nhà thái nha, đất nằm trong khu dân cư luôn. Ở đấy. Có nhà thái luôn nhá, điện nước đầy đủ hết nhá. Đất nằm trong khu dân cư. Đó, có căn nhà thái luôn. Mảnh đất của mình thuộc về xã Đắc Kha, huyện Đắc Cờ Long, tỉnh Đắk Nông nha. Mảnh đất của mình nằm trong khu dân cư rồi. Mảnh đất này nó cách quốc lộ 228 trường chờ ủy ban của xã Đắc Kha là tầm khoảng cỡ là 3 cây số nha cô chú anh chị, ô tô đi tận nơi luôn. Bây giờ em sẽ di chuyển vào em quay lô cà phê cho cô chú anh chị mình cùng xem nhá. Lô cà phê của mình là ở đây cô chú anh chị. Đó, mình là cà phê này. Cà phê là cực kỳ đẹp luôn nha. Cà phê của mình. Đó, đất nằm trong khu dân cư, mình có trồng một ít tiêu này cô chú anh chị. Thì trên đất ấy, thì được chú trồng thêm cây ăn trái như là sầu riêng đó cô chú anh chị. Sầu riêng này. Đó, cô chú anh chị này có trồng thêm sầu riêng. Cà phê. Nguồn thu ở đây thì cực kỳ là mạnh rồi nhá. Trong đó là chú nhà họ trồng thêm mắc-ca như thế này, cô chú anh chị đang cho thu hoạch này. Mắc-ca. Sầu riêng nha cô chú anh chị. Sầu riêng này, mắc-ca và cà phê. Tổng diện tích là 2 hectare. 2 hectare, 2 hectare. Số sách đầy đủ nhá. Em thêm mắc-ca này, trong tiêu này, mắc-ca này. Rồi cà phê. 2000 cây cà phê. Có khoảng 200 cây mắc-ca. Gần 200 mắc-ca. Mắc-ca lớn này. Đó. Ô tô đi tận nơi. Có xem là mấy chục cây sầu riêng nhé cô chú anh chị. Có tầm 3-40 cây sầu riêng đang cho thu trái nhé. Hiện tại bây giờ đang đưa giá cái lô đất này. Là giá là 4,2 tỷ. Từ lô đất này mà ra thành phố Gia Nghĩa cô chú anh chị nó mất đâu đó khoảng tầm 12 cây. 12 cây là ra thành phố Gia Nghĩa nha. Còn về hướng Sài Gòn nó mất đâu đó khoảng tầm 250 cây. Còn về hướng Lâm Đồng mất khoảng tầm 70 cây số nhá. Đó, cà phê của mình là nguồn thu là mạnh nhé cô chú anh chị. Nguồn thu cực kỳ mạnh luôn. Cà phê là đẹp. Cô chú anh chị này, xem này, cà phê đẹp này. Đó. Đất của mình là đất đó, chất đất đó ba gian. Đất là bằng đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đất không sỏi đá nha, đất bằng đẹp nha. 100% là đất bằng nha cô chú anh chị. 100% là đất bằng. Anh chị quan tâm thì liên hệ sớm cho em nhé. Để mình tìm hiểu và tham khảo tới lô vườn này nhé. 2 hectare. Đất bằng như sân. Sổ sách đầy đủ, ao, cửa ao. Điện nước, nhà cửa đầy đủ hết. Giá của chú nhà đưa ra là 4,2 tỷ. Nguyên lô thế này. Anh chị quan tâm liên hệ sớm cho em nhé. Để mình tìm hiểu và tham khảo đến lô vườn này nha cô chú anh chị.